Xin chào tất cả các bạn, mình xin các bạn 2 phút để có thể thử vận may trên shop gthủ.vn của mình. Hiện tại thì các bạn nào có nhu cầu mua ạc liên quân thì có thể qua shop gthủ.vn nha. Ở trên shop của mình có rất là nhiều những cái mục để các bạn có thể lựa chọn, ví dụ như là thử vận may 9k, thử vận may 30k, thử vận may 50k, hoặc các bạn có thể mua ạc liên quân giá rẻ cũng có. Đấy, nếu mà các bạn không muốn thử vận may thì có thể mua ạc liên quân giá rẻ. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn đó là thử vận may 9k nha. Và sau đó là lựa chọn một tài khoản. Ở đây thì các bạn nhớ đọc qua thông báo, 100% tài khoản đều đúng. Nếu mà sai thì các bạn liên hệ ở bên ấn vào phần tin nhắn này để bên shop của mình có thể hỗ trợ các bạn. Và 60% ạc VIP hoặc cùi trắng thông tin đổi được mật khẩu, 40% ạc VIP hoặc cùi có thông tin không đổi được mật khẩu. Các bạn nhớ đọc qua thông báo để tránh những trường hợp hiểu lầm nha. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều mã số cho tất cả các bạn có thể lựa chọn. Mình sẽ lựa chọn luôn mã số này và sau đó xác nhận mua này. Check thông tin tài khoản mật khẩu luôn cho mọi người này. Đấy, và sau đó vào test nha. Ok, và ui, 99k, mình nhận được một cái ạc tướng 90 trang phục 109 danh kim cương 2. Đây là vận may của mình, các bạn có thể qua shop mình để thử vận may nhá. Wow. Wow, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chào mừng các bạn là bộ trang phục mới nhất của anh chàng Wiro Sa... nhập. Xin lỗi mọi người. Chào mừng các bạn là bộ trang phục mới nhất của cô nàng Violet. Một bộ trang phục thứ 13. Wow, không thể tin nổi là con cưng của Garena tiếp tục cho ra mắt thêm một bộ trang phục thứ 13. Tính cả thêm cả bộ trang phục mặc định nha mọi người nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho tất cả các bạn bộ trang phục này. Bộ trang phục này có tên gọi đó là bộ trang phục có tên gọi là huy chương vàng. Và đặc biệt là bộ trang phục này có cả phụ kiện đi kèm. Đây các bạn có thể quan sát được phụ kiện đi kèm của Violet. Đấy, nó thay đổi về kể cả cái màu sắc của cái trang phục đang mặc. Đấy, kể cả cái quần áo này. Ok, let's go, chúng ta sẽ cùng vào trong một trận đấu để test xem bộ trang phục Violet huy chương vàng có thay đổi gì hay không. Ta đâu sợ thiên đạo luân hồi, đâu sợ phách tan hồn phi. Hẳn thế gian này vắng người hóa sâu bi. Ta đâu sợ tay tiên chẳng lùi, đâu sợ thế sự khó lường. Trong một kiếp để ta bảo vệ. Wow, mình đoán có sai đâu. Khi mà team bạn có Grack thì team bạn sẽ triển khai sang cướp bùa, kéo bùa và bây giờ đã có án mạng rồi. Nhưng quả thật thì mình bây giờ cũng chẳng thể quan tâm được cái đường đấy đánh nhau như thế nào. Khi mà mình cũng không thể đến hỗ trợ kịp thời được. Bây giờ tập trung vào farm thôi, lên level 4 thì mình sẽ tiến hành đi gank nha. Các bạn cùng quan sát là bộ trang phục này rất đáng tiếc. Bộ trang phục huy chương vàng mà hiệu kỹ năng không có màu vàng. Hiệu kỹ năng của bộ trang phục này không có sự thay đổi nha mọi người nha. Vẫn giữ nguyên hiệu kỹ năng mặc định thôi. Trang phục chỉ thay đổi về ngoại hình cũng như là bộ quần áo khi mà Violet mặc trên người. Đặc biệt là khi mà các bạn lộn chiêu 1 thì Violet sẽ tạo ra một khẩu pháo màu vàng, một cái quả súng cối. Đấy, màu vàng, và sau đó là nếu mà các bạn hết trạng thái lộn rồi thì chúng ta sẽ quay trở về với hai khẩu súng màu vàng và màu tím tím thì phải. Đấy. Nhưng mà thật sự là kể cả có bộ trang phục như thế này mình cũng cảm thấy vui rồi. Đâu như ai đó, bản thân chưa có đến một bộ trang phục. Chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra rồi, rất là buồn đúng không? Em tới ganh đây, cướp được chim rồi, đánh luôn nào Vidu. Hỗ trợ mình, bây giờ mình có cả chiêu cuối rồi. Phang luôn chiêu cuối thẳng vào mặt phát này thì gọi ra có mặt sống là niềm tin này. À hi hi. Đấy, nói chung là thời điểm đầu game, ăn được mạng như thế này thì mình sẽ xanh được sớm thôi. Lavin team bạn thì cảm thấy là farm dừng rất là lâu và bây giờ lại tiếp tục. Ui tôi em xin lỗi. Trời ơi, độc tố. Ui, cục máu. May quá, nhân phẩm của mình tốt quá các bạn ạ. Thật sự là với cái lượng máu nhỏ như vậy dính 5 độc của Morgana thì các bạn cũng phải cần coi chừng nha.
Mấy hôm trước thì mình đã làm video clip về vị tướng Violet với thông báo đó là bộ trang phục Violet từ bãi biển ra khỏi vòng quay kho báu, ra khỏi shop đá quý. Đấy. Còn ngày hôm nay thì review về bộ trang phục này. Nói chung là anh em nói là con cưng đó là Violet thì cũng chả bao giờ sai đâu. Làm gì có đến một vị tướng mà sở hữu đến nhiều trang phục như thế. Mà hầu hết thì các bạn để ý là con cưng của Liên Quân toàn những cái vị tướng mà kiểu như là các bạn chơi nhiều ấy. Ví dụ Liliana hoặc là Violet chẳng hạn. Đấy, bây giờ thì mình Garak ơi, tặng cho chiêu cuối này. Ấy da, rồi Garak chết nốt rồi. Đuổi cung giết tân anh em ơi. Mình bắn được kết mà, hay quá. Giữ chân được Morgana bật tốc cành thì tốc cành thì cũng chết luôn. Ôi, nhìn Van Hên thơm thật. Nhưng mà quả thật bây giờ mình bắn vào thì hơi khó các bạn ạ. Để xem không biết là team bạn về hay chưa. Úi, chưa về này, chưa về. Thế thì thơm. Được cái là Van Hên về đến nhà rồi. Nhưng vừa xong thì Lavin Garak ơi, đừng có kéo em anh ơi. Anh ơi, ý rồi, kéo ngay vải đồng đội của mình. Nhưng mà yên tâm, Van Hên team bạn không chết được. Thôi thì Garak cũng bốc hơi nốt. Ở này anh em, hỗ trợ mình bắt nốt Morgana này. Team bạn đánh kiểu này thì team bạn sai quá rồi. Thật sự là team bạn nhìn kiểu đội hình lù đù dã man các bạn ạ. Chúng ta đánh Violet thì chắc hẳn là các bạn cũng biết là lo sợ về điều gì. Thường thường khi mình chơi Violet rất là sợ team bạn có sát thủ, sốc sát thương, sát thủ ám sát. Như là Batman, như là Kera, như là Ngộ Không, đấy. Chứ còn nhìn qua team bạn chắc là có mỗi Zena thì không ăn thua rồi. Thật sự là nhìn qua team bạn thì mình cũng không quá lo sợ cho lắm, kể cả đánh về late game. Tính ra là Lavin team bạn late game lắm. Nhưng mà đọ với late game với Violet thì Violet nó cũng vẫn có lợi hơn. Khi Violet có tầm bắn xa, nếu các bạn sử dụng chiêu 1 để lộn, để cấu rỉa. Và thường thường late game các bạn chỉ cần một lộn là các bạn lấy được nửa cây máu rồi. Giao tranh thì liên tục. Team bạn không tập trung farm, cứ ra đường giữa thế này. Đấy, thế nên nhìn qua về cấp độ của mình là cấp độ 8. Do là mình tập trung farm. Các bạn lưu ý nha, các bạn thọt thì các bạn cần phải farm đi. Nhiều bạn đã thọt rồi còn ham đánh nhau. Đây này, bắn bừa, sợ cái gì. Ê, em xin lỗi, em có bất tử. Ui, cứu. May quá, nhân phẩm người ta tốt mà. Đó, thế được một mạng bá đạo nữa luôn. Thật sự là may quá đấy, có bất tử không phát. Đấy là mình cũng bất tỉnh luôn rồi. Ui, là có Zena. Ui, Zena ơi. Ô, vẫn đuổi à? Đuổi này. Rồi, đấy là đồng đội của mình quay Zena rồi. Để tờ, để mình ra mình ăn nốt mạng của Zena có chiêu cuối đây. Zena chết nốt, truyền thuyết ngay. Một khi mà Violet đã xanh rồi thì các bạn biết sức công phá của nó ra sao. Nói qua về build đồ trong trận đấu ngày hôm nay thì trang bị đầu tiên mình lên đó là kiếm tri hồn nha. Tiếp theo là giày kiên cường, sau đó là thánh kiếm, thương xuyên phá, phước cập kiếm và giáp bầu mệnh. Ê, anh gấu ơi! Anh gấu, anh gì ơi? Tôi xong rồi, anh ấy AFK mất rồi các bạn ạ. Thông báo tin buồn, thôi bỏ đi, bây giờ mình sẽ lấy trụ này đã. Ui dồi ôi, Zena ơi, cho em lấy cái trụ này được không? Ui dồi, chị gắt thế chị ơi, đuổi em đi. Rồi thì vào đây rồi đấy, đã thấy thì bán cho sấp mặt có chiêu cuối đấy rồi. Chết. Cái cảm giác mà khi mà các bạn ngắm được cái chiêu cuối nó chuẩn, đam rất là to à. Và bây giờ thì không có ai có thể cản nổi mình lấy cái trụ này. Và lẽ là chất tướng đánh với late game, nhưng đầu game chúng ta xanh thì chúng ta ép sớm nha. Đấy là lời khuyên của mình dành cho các bạn. Lúc mà mình review cái bộ trang phục này là bộ trang phục thứ 13 thì bản thân mình cũng rất là bất ngờ khi mà Violet có trang phục. Nhưng mà mình chuẩn bị thông báo cho tất cả các bạn một thông tin nữa, chắc hẳn là các bạn càng bất ngờ hơn. Nhưng mà trước kết thì mình ra mình hỗ trợ đồng đội cái, đang đánh nhau ghê quá. Cứ bắn thôi, đứng giữ vị trí và bắn thôi. Cái tầm này không ai bắt mình thì double kill. Và đây là triple kill. Và đây tiếp tục là Garak kill. Úi giời ơi, Garak kill rồi thì phải. Đúng không? Triple qua ra là chắc chắn rồi. Nhưng là để mà ăn được Mega bây giờ thì hơi khó các bạn ạ. Nào, thôi một mình sẽ chơi nốt. Là Vin chết đấy. Ê, từ từ. Thôi, Gidu, hay quá. Thế là mình thêm một mạng double kill này. K
Cảm ơn Giru nhiều nha. Theo như nguồn thông tin đến từ chủ kênh King of Pop thì bạn ấy có mốt thì bạn ấy đã xem được. Hiện tại thì trang phục này là trang phục thứ 13, Violet huy chương vàng đúng không? Thì sắp sửa nữa sẽ có thêm một bộ trang phục thứ 14 dành cho cô nàng Violet, mà bộ trang phục đấy là bộ trang phục bậc SS cơ. Đấy là khi mà bạn King of Pop bạn ấy có mốt và xem được trước, nhưng mà thật sự là chưa có hình ảnh các bạn ạ. Chỉ là hé lộ thôi một chút, gọi là khung viền hoặc cái gì đó thôi. Nhưng mà nói chung là sẽ có thêm một bộ trang phục 14, bộ trang phục bậc SS. Rất là bất ngờ. Bạn nào mà sở hữu được 13 trang phục của Violet hoặc 14 trang phục Violet, mình nói thật với các bạn là Rikid hoặc là fan của Violet rồi. Lavin tim bạn máu thế. Đã thoạt rồi tích lên đánh nhau. Rồi vấn đề chính bây giờ là ép trụ thôi. Công việc bây giờ ép trụ dễ lắm. Cái tầm này một lộn thôi nửa cây. Người đã vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nói thương. Đường tình chung xa nan giờ phụ ta lôi văn ai chờ. Khó quá, team bạn bây giờ team bạn thủ dọn lính cũng nhanh quá trời. Thôi ép luôn đường dưới lên. Cứ đường nào lính tràn lên là chúng ta ép thôi. Giờ thì team mình chỉ cần sồ vào, không ai mở combat thế này. Được cái là chất tướng Violet đứng ngoài rìa được. Anh em ơi, hỗ trợ mình. Mình bắn được ngay. Đó, tiếp theo là, úi giời, thế là bốc cười nốt. Và Grak này 16 mạng rồi, mạng thứ 17 nào. Rồi, 17 mạng các bạn ạ. Quét sạch team bạn. Thôi có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây nha mọi người nha. Dù sao thì cũng đã review cho mọi người cô nàng Violet. Thôi, review cho mọi người về con cưng Violet đi. Hoặc là tiểu thư Violet, bộ trang phục thứ 13. Nghe cho nó bỏ. Và đây cũng là sự thật chứ, đâu phải không phải là con cưng đâu. Bye bye mọi người nha.